Mến chào quý khán giả đến với kênh tin tức mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Tối ngày 15 tháng 3, sau một buổi làm việc với cơ quan chức năng về việc đăng tải video xin ví học giỏi từ búp bê giống Kuma Thong, trên kênh YouTube của Thơ Nguyễn đã đăng tải một đoạn clip dài hơn 7 phút để nói về những vấn đề xoay quanh sự việc này. Ngay mở đầu đoạn clip, nam quản lý của YouTuber Thơ Nguyễn cũng đã lên tiếng, cho rằng mọi người cũng cần biết tất cả sự việc chính thức từ phía nhóm của mình. Phía quản lý chia sẻ, hôm nay ngày 15 tháng 3, bọn mình đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương cùng Công an tỉnh để cung cấp thông tin về sự việc vừa qua và đang chờ kết quả cuối cùng. Vì sức khỏe của Thơ còn rất yếu nên mình chủ động xin kết thúc sớm buổi họp. Mình tin tưởng rằng các cơ quan chức năng sẽ làm việc một cách công tâm nhất, hợp tình, hợp lý. Cho dù kết quả có ra sao thì bọn mình cũng sẽ chấp nhận và tuân thủ nó với tinh thần tự tôn pháp luật. Đồng thời, trong đoạn video này, phía Thơ Nguyễn cũng đã công khai ảnh chụp màn hình, đoạn email đã gửi đi với nội dung nhận hết trách nhiệm về phía mình trong vụ ồn ào vừa qua. Bên cạnh đó, quản lý của Thơ cũng đã tuyên bố sẽ tắt kiếm tiền trên kênh YouTube Thơ Nguyễn khiến nhiều người bất ngờ. Vị quản lý này chia sẻ, có một việc bọn mình đã suy nghĩ rất kỹ, đó là quyết định sẽ dừng toàn bộ việc kiếm tiền trên các kênh YouTube và ẩn toàn bộ các video đó xuống. Mặc dù vụ việc này diễn ra trên TikTok, nhưng mình nhận thấy vụ việc này không chỉ có TikTok mà YouTube cũng bị ảnh hưởng rất nhiều sau sự việc này. Bọn mình đã cảm thấy rất có lỗi và đã gửi thư đến cho đội ngũ phát triển YouTube. Trong phần chia sẻ của mình, đại diện phía Thơ Nguyễn cũng cho biết, việc kiếm tiền từ YouTube không chỉ giúp duy trì kênh mà nhóm của Thơ cũng đã làm được nhiều việc hơn như đóng thuế, ủng hộ miền Trung, giúp đỡ người nghèo. Thế nhưng, theo vị đại diện này thì từ lâu, việc mà YouTube Thơ Nguyễn hướng đến là tạo ra các video có giá trị. Quản lý Thơ Nguyễn bày tỏ mong muốn, có thể đơn thuần chỉ là giá trị về mặt giải trí, nhưng phần nào đó nó đã giúp các em giải tỏa căng thẳng sau những giờ học. Quan điểm có thể khác với rất nhiều người nên đã tạo ra tranh luận trái chiều. Chính vì thế, mình sẽ ấn hết những video đó xuống. Việc phải tự tay xóa đi những clip mà hội mình đã vất vả tạo ra trong suốt nhiều năm thật sự buồn. Nhưng mình mong rằng sẽ không có ai đó đăng tải nó lên bất kỳ một nơi nào khác để tránh việc mọi người hiểu lầm bọn mình. Chia sẻ về tình hình sức khỏe của Thơ Nguyễn, nam quản lý cho biết dù sức khỏe đã khá hơn nhưng Thơ Nguyễn vẫn chưa thể xuất hiện trên video được. Đặc biệt, sau khi quyết định gỡ tất cả các video xuống thì Thơ cũng đã thấy nhẹ nhõm hơn. Đồng thời, nữ YouTuber cũng đã viết một bức thư tay để gửi đến cho mọi người. Trong bức thư của mình, Thơ Nguyễn có viết gửi lời xin lỗi đến các vị phụ huynh cùng các em nhỏ khi không thể xuất hiện trong video để nói những lời này. Ngay sau khi đoạn video trên được đăng tải trên kênh YouTube của Thơ Nguyễn đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Được biết, kênh YouTube Thơ Nguyễn nhiều năm nay nổi tiếng với các video có nội dung hướng tới người xem nhỏ tuổi, hiện đang có hơn 8,7 triệu lượt đăng ký theo dõi. Theo Social Place, một website theo dõi, thống kê và phân tích các trang mạng xã hội, kênh của Thơ Nguyễn thu về hơn 1,7 tỷ lượt xem trong năm 2020, trung bình khoảng 144 triệu lượt xem trên một tháng. Doanh thu có thể tương đương 16 tỷ đồng trên một năm, mỗi tháng khoảng 1,3 tỷ đồng. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức mới.